Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Bát Tràng. Mình có rất nhiều cơ hội có thể là tiếp xúc với những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng, những cái mẫu nào mới cập nhật ra thì mình đều được biết hết. Thì hôm nay mình đi vào showroom trưng bày sản phẩm gốm của nghệ nhân Trần Độ. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn tham quan cái showroom và những cái tác phẩm của nghệ nhân Trần Độ, những cái tác phẩm như là bình phong thủy thu hút tài lộc hay là những cái sản phẩm như đồ thờ. Các bạn có thể quan sát thấy là những cái sản phẩm này đều được làm rất là tinh xảo, màu sắc cho đến cái họa tiết thì đều được làm rất là đẹp. Ở Bát Tràng thì có rất nhiều nghệ nhân, có những nghệ nhân chỉ là nổi tiếng ở trong làng và cũng có những nghệ nhân là nổi tiếng ở trên toàn quốc. Riêng với nghệ nhân Trần Độ thì là nổi tiếng ở cái mức là toàn quốc gia. Đây là những cái tác phẩm của nghệ nhân Trần Độ, các bạn có thể nhìn thấy những cái hình ảnh, những cái họa tiết mã đáo thành công hay là hình ảnh chim công, những chiếc bình với đầy đủ các kiểu dáng, mẫu mã và màu sắc khác nhau. Những cái sản phẩm đã được vẽ vàng rất là sáng bóng. Một showroom rất là rộng và bên trong thì được bày trí rất là nhiều những cái sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật, bình phong thủy, hồ lô, mai bình, bóng. Đấy, đầy đủ màu sắc để có thể phù hợp với tất cả các mệnh, để đáp ứng được hết nhu cầu của mỗi người. Để tạo ra được một tác phẩm thì sẽ mất rất nhiều là công sức, đòi hỏi cái công sức bỏ ra là rất là nhiều, từ cái khâu tạo hình cho đến cái khâu trang trí cái họa tiết ở trên sản phẩm. Toàn bộ thì đều được làm thủ công bằng tay hết. Tất cả những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng hiện tại thì cái công thức sản xuất hay là cái cách thức sản xuất thì đều được sản xuất là thủ công bằng tay. Đây là một chiếc bảo bình, bên cạnh là một chiếc tỏi và một chiếc bình hút tài lộc. Màu này là màu xanh coban. Nếu nhìn ở cái không gian sáng thì nó sẽ là màu xanh tím than, còn nhìn ở cái không gian thiếu sáng hay là tối đấy thì nó sẽ là gần như là màu đen. Các bạn có thể nhìn thấy những cái họa tiết được làm rất là tinh xảo, sáng bóng và đẹp. Đấy, cái chất men thì cũng rất là đẹp nhé. Đây là cái tác phẩm bình hút tài lộc thuận buồm xuôi gió. Nếu như mà các bạn ở xa, không có cái thời gian hay là không đến được tận nơi, nếu như các bạn thích những cái tác phẩm như thế này thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại đang được đặt ở bên trên video. Thì mình sẽ giúp các bạn có thể sở hữu được một trong số những cái tác phẩm của nghệ nhân Trần Độ. Đây, các bạn có thể nhìn thấy những cái tác phẩm như là chiếc bình tỳ bà này, thuận buồm xuôi gió này, một chiếc vò hút tài lộc này, ở trên là một chiếc mai bình thuận buồm xuôi gió và hình ảnh một chiếc mai bình ở chim phượng hoàng. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh sản phẩm này, đẹp tinh xảo. Ở những sản phẩm các bạn đang nhìn thấy đây đã được vẽ vàng 24K rất là sáng bóng nhé. Đấy, toàn bộ những cái đuôi hay đến những cái họa tiết nổi thì đều được điêu khắc mà làm thủ công bằng tay hết. Đây là một chiếc bình tỳ bà, hình ảnh chim công đang nhảy múa, thì các bạn có thể quan sát. Ở Bát Tràng thì hiện tại có rất nhiều các cơ sở sản xuất khác nhau các bạn nhé. Mỗi một cơ sở sẽ có một cái phong cách sản xuất khác nhau, vì vậy những cái sản phẩm, những cái tác phẩm nó cũng sẽ không giống nhau. Mỗi một cơ sở sản xuất sẽ có một cái phong cách riêng. Ở đây là cái màu đỏ này, màu đỏ của những cái sản phẩm, màu sắc men rất là rực rỡ. Một vài năm trở lại đây thì gốm sứ Bát Tràng đang trở nên rất là tinh xảo và đẹp. Đã có rất nhiều người khi nhìn thấy những cái tác phẩm như thế này thì sẽ băn khoăn không biết đây có phải là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam hay không, hay là những cái sản phẩm từ nước ngoài nhập về. Thì mình xin đính chính lại với các bạn là tất cả những cái sản phẩm mà các bạn đang nhìn thấy ở trong video này thì đều được sản xuất thủ công tại Bát Tràng, Việt Nam. Hiện tại cái công nghệ sản xuất gốm sứ của Bát Tràng đã lên một cái tầm cao mới, từ cái khâu chế tác men này, cái khâu chế tác họa tiết hay là cái khâu nung hay là cái khâu vẽ vàng thì đều được cải tiến rất là nhiều. Nếu như có thời gian thì các bạn hãy về Bát Tràng để tham quan cái làng nghề sản xuất gốm sứ của Việt Nam rất là nổi tiếng, có thời gian lên đến hàng nghìn năm về sản xuất gốm sứ Bát Tràng. Các bạn khi các bạn về đây, các bạn có thể tham quan và chiêm ngưỡng những cái tác phẩm được sản xuất tại Bát Tràng. Đây chỉ là một vài dòng sản phẩm thôi, còn Bát Tràng thì sản xuất rất nhiều dòng sản phẩm khác nữa, rất là đẹp. Nếu như có thời gian thì chúng ta nên về tham quan để chiêm ngưỡng những cái tác phẩm gốm sứ được sản xuất trong nước. Như đây là một chiếc bình với cái men là men xanh ngọc, hình ảnh rồng. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy những cái sản phẩm này rất là độc đáo nhé, những cái sản phẩm rất là độc đáo, nó mang một cái nét gì đấy rất là hoài cổ của Việt Nam chúng ta. Bát Tràng thì nổi tiếng với cái dòng men rạm và dòng men lam cổ. Những cái sản phẩm màu sắc rực rỡ như các bạn đang xem đây thì là mới được phát triển chỉ một vài năm trở lại đây, với những cái sản phẩm với cái màu sắc như xanh, đỏ, vàng và những cái tác phẩm được vẽ vàng thì là cũng là mới phát triển trong cái thời gian gần đây. Như ở xa kia các bạn có thể nhìn thấy những cái cặp lục bình rất là to nhé. Như đây là một cái chiếc vò rất là cao, một chiếc vò với cái men xanh ngọc. Đây là cái men nâu của nghệ nhân Trần Độ. Men nâu rất là độc đáo. Cái chất men, các bạn có thể nhìn thấy cái chất men của cái sản phẩm rất là mượt, rất là đều nhé. Rất là mượt, rất là đều. Mỗi một nghệ nhân thì họ sẽ có một cái công thức men khác nhau, một cái công thức men. Và để tạo ra được một cái công thức men gọi như là đẹp thì đây là cả một quá trình làm việc, tích lũy kinh nghiệm rất là lâu năm thì mới tạo ra được một cái chất men độc đáo và đẹp và được nhiều người yêu thích và công nhận. Như đây là một chiếc thống, các bạn có thể nhìn thấy một chiếc thống được thiết kế rất là độc đáo. Và đây là những chiếc chóe với cái men là men nâu cổ và men xanh. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh rồng nhé, chóe hình ảnh rồng. Toàn bộ thì đều được điêu khắc thủ công bằng tay. Và để tạo ra một sản phẩm như thế này thì cái quá trình làm là mất rất là nhiều công sức. Và để tạo ra một cái sản phẩm gốm sứ mà với cái sản phẩm ấy nó gần như là hoàn hảo ấy thì nó rất là khó. Những cái công đoạn như là tạo hình này, thì đầu tiên công đoạn là tạo hình này, sau đó vẽ họa tiết này hay là điêu khắc họa tiết này, thì đấy mới chỉ là một cái quãng đường được một nửa thôi. Sản phẩm thì còn phải trải qua những cái công đoạn như là phủ men này, phủ men làm sao cho nó đều này, mượt này, không bị nổ men hay là không bị loang màu. Thì khi mà làm xong những cái phủ men ấy thì lại sẽ phải nung sản phẩm nữa, nung ở nhiệt độ tùy vào theo cái dòng sản phẩm mà sẽ có mức nhiệt độ khác nhau. Và nung nhiệt độ, khi mà nung ra ấy có những cái sản phẩm nó sẽ bị hỏng trong cái quá trình nung, ví dụ như là nứt này, vỡ này, toác này, méo này. Và để tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh như các bạn nhìn thấy thì nó rất là quý và có cái giá trị cao ấy, bởi vì đây là những cái sản phẩm thủ công. Đây, những chiếc vò để chúng ta trang trí, màu xanh rất là đẹp. Và bên xa hơn nữa là những cái bộ đồ thờ. Đây là một cái bộ đồ thờ full đầy đủ, cả lộc bình này, bộ lư này, những chiếc bình hút tài lộc này, một bộ đồ thờ vẽ vàng đầy đủ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nhé, cái độ tinh xảo của sản phẩm. Cái độ tinh xảo của sản phẩm nó chính là nằm ở cái họa tiết. Những cái họa tiết nhỏ nhất cũng được làm rất là chi tiết, cầu kỳ, tỉ mỉ, làm sao để tôn lên những cái giá trị của sản phẩm. Đây là một chiếc đĩa cảnh, hình ảnh rồng phượng. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc lộc bình với cái dáng cổ rất là đẹp mắt. Đấy, đây là một chiếc lộc bình men nâu bóng. Những cái họa tiết đấy các bạn có thể nhìn thấy nhá, từ hình ảnh con rồng hay là hai con rồng ở hai bên tai của lộc bình, hay là những cái hình ảnh như là con rồng ở chính giữa này, những cái đường nét hoa văn ở dưới chân này, tất cả thì đều được tỉa bằng tay. Đều được tỉa bằng tay rất là tỉ mỉ, tỉa thủ công đấy, chứ không phải làm bằng máy móc gì cả. Như vậy đây, trong video này thì các bạn cũng đã được chiêm ngưỡng rất nhiều những cái tác phẩm của nghệ nhân Trần Độ. Nếu như mà muốn sở hữu một trong số những cái tác phẩm này mà các bạn không đến được tận nơi thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại đang được đặt ở bên trên video. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.